Đây là cái bộ Lego 71742. À, cái hộp thì mình thấy cầm gọn trong lòng bàn tay luôn vậy, cầm rất là đã ha. Mà cái này nó hơi bị chày xíu nè, nó hơi có một số cái đường nó bị gạch gạch, nó chày trên cái hộp đó vậy. Giá mua thì hình như là 659 hay gì á, mua ở My Kingdom luôn ha, giá sale luôn. Ở phía sau hộp thì nó in những cái hình như này, này có kích thước của con rồng luôn nè. Sải cánh là 45,5 cm, cái đuôi nó có thể quất qua quất lại nè, cái đầu cũng có thể đưa lên đưa xuống quay qua quay lại. Ok, còn so với cái hộp của hãng Larry làm, các bạn coi nè, các bạn thấy hãng Larry nó làm cái hộp nó lớn hơn không, với nó làm một số chi tiết khác đi nữa ha. Cái khuôn mặt của Lloyd nó lại có một số vết xước, với lại hình thì Larry nó tự ấy luôn ha, cái hình này là Larry nó tự thiết kế lại luôn á, nó làm ngược bên, với nó làm cũng không có đẹp cho lắm. Cái màu sắc nhìn nó rất là giả luôn. Thì mình nói sơ qua về cái gạch của Larry luôn ha. Hàng của Larry thì khỏi chê ha. Đây chất liệu của sách nó là cũng làm tương tự như mấy cuốn sách hàng real luôn các bạn. Mùi nó còn thơm hơn nữa. Mình thấy mùi nó có còn thơm hơn. Thì ở đây có 1 2 3 4 5 6 7 7 túi gạch ha. Hàng Larry thì nó có 7 túi gạch như thế này. À đấy, cái phần cuốn sách của Larry nè, bạn thấy nó tinh gọn không? Đây là hình của một số cái bộ Legacy rồi Season 13 trong này, có bộ City Garden trong đó nữa. Sách thì mình thấy nó rất là gọn luôn, có 39 40 trang thôi à các bạn, không có sticker ha. Gạch đây nè, này túi số 3, này túi có mini nè, cho bạn coi mini luôn, Golden Lloyd ha, Overlord, có cái mũ Overlord nè, mặt của Lloyd. Đây là cái hàm của con rồng luôn các bạn. Các bạn nhìn cái hàm con rồng của hãng Larry ha, nó cũng là hai loại nhựa lồng vô nhau luôn, rất là ok. Đó, nó chỉ có một số cái điểm đáng chú ý thôi, với lại cái áo giáp của con Overlord nó cũng làm luôn nè. Đây là phần cánh nè. Đây là cái quyển sách của hãng Lego. Các bạn nhìn nó rất là mượt luôn, cầm trên tay nó kiểu như nó trơn, nó mượt hơn là cái cuốn sách của hãng Larry ha. Cái này nó hơi nhám nhám. Đây, hai quyển sách nè. Sách của Lego thì lớn hơn ha. Với lại nó nhiều trang giấy hơn. Cái này nó có tới 76 trang. Thì, cũng như bao quyển khác thôi, nó cũng có hình mấy cái cuốn mấy cái bộ khác trong này nè. Về phần con rồng đi, trên tay mình đang là con rồng ha, mình thấy con này kích thước nó rất là đồ sộ luôn, với lại cái thiết kế của nó mình rất là thích ha, nó nhiều những cái chi tiết gạch nhỏ làm cho cái con rồng nó càng thêm phức tạp lên ha. Mình rất là thích những cái con rồng mà nó nhiều chi tiết phức tạp như cái con này, nó phối màu rất là đẹp. Và cái khuôn mặt của con rồng này các bạn, bạn nhìn cái khuôn mặt của con rồng ha, răng này nó là nhựa dẻo ha, ta có thể lấy tay bóp như thế này luôn. Rồi trong này thì nó không có cái hình lửa hay là cái gì phóng ra hết, có cả khớp cổ luôn. Cái con rồng này thực sự rất là linh hoạt, khớp thì mình thấy nó cũng tương đối, cũng vừa thôi, nó không có lỏng ha, nhưng mà nó không có chắc như là những cái khớp ngày xưa nữa. Rồi phần cánh thì ở đây cánh này là cánh dẻo, cái lưỡi kiếm màu tím ha, nó làm rất là đẹp luôn, có chỗ ngồi đàng hoàng, chỗ đứng chứ, Overlord sẽ đứng trên đây. Và cái chân của con rồng nè linh hoạt lắm, có thể mở ra cái biên độ như này luôn, bẻ 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 như này được. Còn cái phần này thì nha, chỉ đưa lên đưa xuống như này được thôi ha các bạn. Con rồng này thực sự rất đáng tiền mua luôn á. Ở cái phần bụng dưới của con rồng các bạn có thể thấy là nó có cái hình năng lượng các bạn, giống như cái tia năng lượng nó phát ra từ cái bụng á, xong mà nó có những cái gai giống như cái phần xương sườn vậy, cái gai xương sườn màu vàng như này ha, trông nó rất là đẹp, nó không có bị thiếu gạch ở chỗ đó, nó thiết kế nó đưa vô đầy đặn hết luôn. Rồi về phần đuôi thì chúng ta không có cái núm để mà chúng ta xoay ha, chỉ có dùng tay như thế này được thôi. Đây là cái cũng là cái phần
kiếm luôn, cái đuôi chúng ta có thể chỉnh theo ý thích luôn, ai thích chỉnh như nào chỉnh. Về cái phần móng chân thì mình thấy nó hơi hơi lỏng ha, đây nè, mấy cái móng này nó hơi lỏng các bạn, kiểu như nó mỗi lần mình đặt nó xuống á, hay là nó chồm về phía trước là móng sẽ đẩy lên hết lên trên luôn, như này luôn, hơi lỏng xíu. Con rồng thì không tính năng tương tác gì hết. Trên đây có một số cái chi tiết nó nhìn nó cũng hay nè các bạn, những cái sợi sợi như này nè. Giờ mình sẽ bỏ thử cái con overlord lên đây cho các bạn coi, nó sẽ đứng vừa lên cái chỗ trên này luôn. À, quá là đẹp. Mà con này nó sẽ tốn chỗ chân hơi hơi bị nhiều hả các bạn. Nếu mà được thì chúng ta chỉ gập như này thôi, gập cánh nó lại để cho nó gọn lại xíu. Phần đuôi nó mà thấy chặt quá có thể gỡ ra luôn các bạn. Về phần mini ha, đây là con overlord, sẽ có một cái tia năng lượng phóng ra từ cái bàn tay như thế này, ta tạm bỏ qua ha. Thì overlord nó có một cái lớp giáp như thế này luôn, và cái phần mũ là mình thấy nó là một cái điểm trừ lớn luôn các bạn, nó rất là lỏng, không có vào sâu hết ha, nó rất là dễ bị bung ra luôn như thế này nè. Với lại cái phần mũ mình thấy nó cũng rất là lỗi luôn, kiểu như đây nè các bạn nhìn thấy nó cái độ hoàn thiện nó không có được cao ha, nó những cái nốt nó sần sần lên nè. Với lại nó cũng không in chữ Lego ở bên trong của cái mũ này luôn, mình nhìn cái mũ này như cái mũ phát luôn á các bạn. Đây nè, nó chỉ có một cái chữ C ở trong này thôi. Đây nè các bạn thấy một cái chữ C không, có chữ C là biết của Lego ha. Với lại cái phần đầu của Overlord mình thấy nó cũng khá đặc biệt nè, cái phần đỉnh đầu Overlord nó có hai cái lỗ nó bị hở ra. Rồi gỡ đầu Overlord ra cho các bạn coi cái lớp giáp ha. Cái áo giáp này thì nó là nhựa cũng dẻo dẻo thôi, không phải dẻo lắm. Để chi tiết in trên thân con Overlord nè, mình thấy chi tiết này nó cũng tạm được. Đây phần chân, chân thì nó là hai loại nhựa lồng vào nhau luôn, mà nó hơi tối các bạn, cái màu chân này nó hơi tối ha, nó phối hơi không được đẹp cho lắm, nó không có sáng lên. Tới mini golden lloyd ha, lloyd nó chỉ cho một cái kiếm như này thôi, cũng là nhựa dẻo luôn, sẽ gắn lên cái lớp giáp như này. Phần mũ, khuôn mặt, khuôn mặt nó cũng sử dụng hết khuôn mặt cũ luôn ha các bạn, không có thiết kế gì mới hết, mà mình thấy chi tiết trên thân con này cũng rất là được. Coi cái phần in trên nó ha, bàn tay phía sau lưng nè, nó in cái mặt con rồng nhìn khác với cái con rồng hồi xưa các bạn. Cái con rồng này nhìn nó không có ngầu bằng cái con rồng của bạn cũ ha, nhưng mà nhìn chung thì thấy cũng vẫn là ok. Chứ như mấy con này đại trà rồi nên là giá cũng không có cao cho lắm, với cái giá khá là mềm, hơn 600 ngàn thôi, thì mình nghĩ các bạn nên cân nhắc mua con rồng này ha. Tại vì nó thiết kế hoàn toàn từ chi tiết gạch luôn các bạn, không có cái khuôn cứng nào hay là cái khuôn sườn nào lớn ở trong đây hết, nó đều ráp thành từ những cái chi tiết gạch trời hoặc là chân gì cũng rất là đẹp. Còn hàng phát thì nó sẽ sản xuất đều đều rồi, hàng phát nó thường duy trì cái thời gian sản xuất lâu lắm,